Và ngày hôm nay con được lời mời của anh Minh Quân đến ở đây cũng là khách mời và cũng góp phần cho một cái chương trình thêm sôi động buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây con cũng xin kính gửi đến toàn thể quý khán giả cũng như quý anh quý chị ở đây một lớp trích đoạn được mang tên Tình Hận Thâm Cung Tước Nàng Son. Xin mời cùng thưởng thức ạ. Ấy anh Đờn ơi, cho em xin mấy cọng dây đờn em hát nha mấy anh Đờn, em cảm ơn rất nhiều. Về đi anh, thôi thôi còn đâu gây đôi nhịp cầu, gây đôi nhịp cầu. Chàng ơi có cầu gây đôi nhịp
rồi.